Chào mọi người, lại là Diệu đây. Chào mừng khách hàng đến với kênh YouTube của Xe Máy Thành Tâm. Và ngày hôm nay nha, đúng với series ngày hôm qua thì hôm nay Diệu sẽ báo giá các dòng xe AB bên phía cửa hàng đang có nha. Rồi, mẫu xe AB đầu tiên như báo giá ngày hôm nay ha là A-Plus đời 1, A-Plus 150 đời 2021 nha. Chiếc này màu đỏ, con này rất là đẹp luôn. Xác xe thì mới tầm 90-95% ha. Giá bên cửa hàng hiện tại con này là giá là 48 triệu đồng. Hiện tại xe chiếc này đang có giảm đó mọi người, còn có 48 đó. Góc là Vĩnh Long nha mọi người. Tiếp tục kế bên đây là một em Alex màu đen. Chiếc này là Alex 150 đời 2020, xe góc phố luôn nha. Giá là 47 triệu 500. Thì xe góc phố thì cũng có tư vấn mọi người nhiều lần rồi. Xe góc phố mình mua mình sẽ tiết kiệm được tiền phí trước bạ cho các khách hàng ở thành phố. Thì thay vì đóng phí trước bạ là 5%, tầm là 1,5 triệu. Thì chiếc này á, mình đóng phí trước bạ là 280.000 thôi. Tiếp tục báo giá cho mọi người một em Alex 150 đời 2020. Chiếc này hiện tại bên cửa hàng đang có giá là 47 triệu đồng. Con này để gì xem xác xe ha. Báo đo với mọi người con này luôn ha. Em này ưu đo được là 8.000 km nha mọi người. Xác xe còn rất là đẹp luôn, bánh còn ga luôn nha. Đây. Rồi, kế bên đây là một em A-Plus màu xám xi măng nha. A-Plus 150 đời 2020, giá bên cửa hàng là 47 triệu 500. Rồi tiếp tục ha, là một em A-Plus đời 2019 nha. Chiếc này hôm trước chị có đăng bài lên đó, thì được rất là nhiều biết khách hàng hỏi luôn. Đây là mẫu kỷ niệm 10 năm của Honda. Chiếc này hiện tại bên cửa hàng đang có giá là 34 triệu đồng, màu đen nhám nha. Thì hiện tại xe bên Thành Tâm mọi người mua thấy yên tâm là xe sẽ bao mọi người ha, là máy móc bao zin, xe bao không đâm đụng ngập nước, bao tích hãng cho mọi người luôn. Tiếp tục với mọi người là một em Alex 125 đời 2021 nha. Chiếc này hiện tại bên cửa hàng đang bán giá là 38 triệu 500, màu trắng đen nha, xe rất là đẹp luôn. Với lại hiện tại á, bên cửa hàng Thành Tâm có hỗ trợ trả góp cho mọi người nữa đó. Thì hồ sơ thủ tục rất là đơn giản luôn. Có thể là chỉ cần căn cước công dân thôi lên hồ sơ được rồi. Hoặc là hồ sơ mà trên 30 triệu á, thì sẽ cần là căn cước công dân, hóa đơn điện, hoặc là căn cước công dân, bảo hiểm y tế doanh nghiệp là lên hồ sơ được nha. Thì những mẫu xe vừa rồi chị báo giá cho mọi người á, mọi người thích mẫu xe nào thì có thể là comment bên dưới nè, hoặc là liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình. Hoặc là ngày mới á, mọi người muốn Diệu báo giá dòng xe nào thì comment cho Diệu nha. Mai Diệu làm video báo giá cụ thể cho mọi người ha.